khoảng vài tháng trước mình có đăng một cái video tên là Video gây khó chịu nhất thế giới, và nó nhận được rất là nhiều lượt xem cũng như là nhiều lượt bình luận. Trong số đó thì cũng có rất nhiều lượt dislike, god dang it. Có vẻ như các bạn không hề thích cái video khó chịu nhất thế giới đấy. Nên là hôm nay hãy để mình đền bù cho các bạn bằng video dễ chịu nhất thế giới nhá. Cái video này sẽ làm các bạn cảm thấy vô cùng thoải mái trong cơ thể. Drama. Và các và mình mong là video này sẽ đủ sức để đền bù cho các bạn trong những tháng ngày khó chịu vừa qua. Và hãy cùng bắt đầu với những thứ gì mình đã sưu tầm được. Ok, đầu tiên chúng ta có làng gốm ở Bát Tràng đang trang trí một cái bát. Ok, cũng không phải là làng gốm Bát Tràng đâu, nhưng mà mình cứ thích thế. Oh god, trên TikTok à. Man, đẹp dã man các bạn ạ. Thật sự là mình có lần đi ở Bát Tràng rồi, mình xem ở người ta làm gốm rồi. Và mình xem người ta làm, mình thấy đẹp, những cái này có phải còn hoàn hảo hơn nhiều. Nhìn xem. Cái màu nó không dây ra một tí nào luôn ạ. Come on. Bây giờ đến họa tiết xung quanh, đây. Sỏi ơi. Quá chất, quá đẹp, quá tuyệt vời. Đúng là rất thỏa mãn. Nói chung là nhìn thấy một thứ gì đó nó hoàn hảo, nó cân bằng một cách tuyệt vời ấy. Kiểu tô màu mà không bị dây ra, rồi họa tiết được cân đối một cách perfect thì nó làm cho chúng ta cảm thấy rất thỏa mãn. Cái gì đây? Cái gì liên quan đến một cái chai Coca? Ok, để xem nào. Đây là máy bơm thủy lực, nó đang đè nén một cái chai Coca. Không nổ à? Man, nó không nổ. Đây là cái hiện tượng các bạn gái khi uống quá nhiều Coca-Cola cùng trà sữa đấy. Đây là các bạn gái bình thường, sau khi uống nhiều trà sữa hoặc Coca-Cola quá đấy, nó bắt đầu. Đây là phòng bụng các bạn đấy. Nhìn kìa. Xong rồi bụng to hơn cả ngực luôn. Xong rồi đùm bùm. Nổ tan mỡ. Ew. Oh wow. What the heck man. Wait what. Trong một giây ban đầu mình thấy nó rất là kinh tởm, mình ghét những cái thứ nhìn như kiểu sâu bọ, cái thứ kinh khủng như này. Nhưng mà cuối cùng nó ra số. Nhưng cái điều mà mình khó chịu là nó không hoàn toàn, nó ra cái số cuối cùng này là số gì đây? Số 8, mình biết là số 8 nhưng tại sao nó không cho ra cuối cùng đi? Lên thì kịp. Còn một tích tắc nữa thôi là nó ra đúng số 8 rồi. 1:57, đang lên 58. Tức là đợt đồng hồ nó đang lên dần số 58. Và mỗi lần đến cái giờ khác thì cái kim này nó sẽ xoay và nó chuyển số. Mình phải kiếm đâu ra một cái đồng hồ như này. Đẹp vãi trưởng. Hay vãi. Tại sao nó không quay nốt để cho nó thành số 8 đi này. Đến đấy nè, một tí rồi. Một tí rồi nè. Chạm đi. Nếu chạm. Nó trà trộn, đây là cái sự trà trộn của những thứ không hay ho. Nó nhảy vào những chỗ những thứ hay ho đấy. Rất là khốn nạn đấy. Có quả cherry. Để xem quả cherry sẽ như thế nào. Hai quả cherry đang dính nước và nó va vào nhau. Đây là cái màn trao đổi nước bọt cực kỳ là hay ho của hai quả cherry đấy. Bọn nó đang trao nhau như cục đờm béo ngậy các bạn ạ. Ui trời ơi, đây là cái màn hôn nhau của hoa quả, giống hệt màn hôn nhau của người, cũng là trao nhau như cục đờm béo ngậy y như này. Đó, mình không biết mình tưởng tượng như vậy có đúng không, nhưng mình cảm thấy nó không thỏa mãn. Thay vào đó mình lại cảm thấy nó hơi kinh khi liên tưởng đến cái hành động đến con người. Ok. Wow. Ôi, nó nhảy một cách gọi là hoàn hảo luôn. Nhìn xem, phóng to vào cái đoạn nhìn bụng của xem. Bụng nó không chạm vào cái ấy luôn. Bụng nó không chạm vào cái bức xi măng luôn. What? Đấy, mình bảo rồi, chó mèo đang chuẩn bị thống trị thế giới rồi. Nhìn cái skill của nó này. Vãi cả linh hồn, chất vãi. Cảm tưởng của đứa bụng nó chạm vào cái nền xi măng đấy thì rát bụng lắm. Nhưng mà nó không chạm vào một tí nào luôn. May qua luôn, lướt qua trên cái mặt xi măng. Quá perfect, quá tuyệt hảo. Wow, ok. Ah!
các bạn phải hiểu là mình cũng đã có phô mai, mình cũng đã có bơ với các kiểu, và mình cũng đã thử cắt bằng con dao sắc nhất mà mình có. Mình đã từng dùng cái con dao sứ mà con dao gọi là sắc nhất mà mình từng có như này để mình thử cắt phô mai này, cắt bơ này. Thế nhưng mà những thứ gì mình có ấy, nó là một mớ hỗn độn, những cái miếng lát mỏng mỏng, chứ chưa bao giờ mình cảm thấy nó hoàn hảo đến cái mức này. Oh god, nhìn cái thìa của nó kìa, đặt cái một cái lướt rất là nhẹ nhàng, hiểu không? Rất nhẹ nhàng mà nó cắt ra một lớp cực kỳ mỏng, cái lớp này mà vào bánh mì thì à, không rồi dặm một ít đường nữa. Tuyệt vời, trời ơi. Bây giờ chúng ta có một cái máy vẽ hình quả bóng bay. Ok, để xem nào. Wow. Nhìn kỹ xem nó có lỗi gì không? Mình phải bắt lỗi cái máy này mới được. Đây này, ui giời, lỗi đây, đây gì? Cái dây này nó kết nối có phải đúng giữa cái này đâu, đúng không? Nó phải đúng một lỗi chứ. Cái này là không được rồi, đấy nhìn này. Cái dây bị lệch sang bên máy, đầy lỗi sai, là sao mà hoàn hảo được. Nhìn thì có vẻ hay ho đấy, nhưng mà nó không hoàn hảo. Ok, nó chỉ hay ho thôi. Chính ra có một cái máy như này và người ta lại nghĩ ra việc là vẽ bóng bay vào cái máy. Phan hô cho thiên tài, quá nhiều tiền không biết làm gì. Mua một cái máy vẽ về và sau đó dùng của nó để vẽ bóng bay, tuyệt vời. Phải, mình sẽ vẽ chân dung của Maria Ozawa và sau đó mới có thể đem vào nhà vệ sinh hàng đêm. What? What the fuck? Oh. Whoa, what? Wait, what? Vãi cả linh hồn! Cái hộp bút chì này mua ở đâu? Color pencil, đây rồi. Đây này, chuẩn luôn, 27.93 đô, cũng không đắt lắm nhở. Ôi chất lừa. Oh god, nhìn nó nè, nhìn nó nè. Nó cái thiết kế nó như thế này quá là tuyệt hảo các bạn ạ. Ôi quá, 27.93 đô, cả tiền ship về Việt Nam nó rơi vào khoảng gần 1 triệu. Ok, gần 1 triệu cái hộp bút chì này, đúng hộp này luôn. Đôi khi thứ nó hay ho quá là mình cảm thấy dục cả mình. Wait, what? Cái gì? Đây là người á? Sao người đâu có thể làm được như vậy? Sao nhanh vậy? What? Vãi cả linh hồn ạ. Con người có thể làm những thứ không thể, như cái này thì mình nghĩ là nó không thể thật. What? Cái gì cơ? Vãi cả linh hồn, thật sự là người. Mình không thể nào mà tiếp thu được cái này, nó có một thời gian nhanh như vậy. Tại sao nó có thể làm như vậy nhỉ? Wow. Vãi thật. Nhìn như một lũ rồng rắn lên mây có cây túc tắc. Ok, một cười vãi. Đúng là con người phải làm từ không thể. Nhìn cái mình cảm giác nó kiểu là một cái hiệu ứng gì ấy, chứ cũng không phải là người thật, nhưng mà có vẻ như nó đang trên này thì có vẻ như nó là người thật. Và nó là người thật đúng là ấn tượng. Nở hoa giấy đây. Wow, có thể quen cực, hình như là mình đã từng tiếng làm đâu rồi, làm nào làm cái này nhỉ? Hình như trên mạng có chỉ rồi đúng không? Tức là mình chỉ cần tô màu vào bông hoa này xong rồi đặt nó vào nước nó sẽ tự nở ra ấy. Hay phết, cái này làm khá là dễ, nhưng mà cái việc nó ấn tượng như này là đơn giản tại vì là nó tô nhanh thôi. Cái này làm đơn giản, hồi trước mình đã từng học làm cái này rồi. Yeah, hồi trước mình có sở thích quái đản, đó là mình hay tô vẽ các thứ. Thế chung là mình nghĩ hồi bé ai chỉ làm như vậy. Yeah. Nên là mình là con trai mình vẫn làm như vậy, mình hơi quái đản. Nên mình nghĩ thế cũng là bình thường mà. Thằng em mình bây giờ vẫn làm như vậy, thằng em mình còn theo đuổi Đan Lát. Đây nó bị cay. Chúng ta có vấn đề của tất cả mọi nhà đây. Cắt bánh. Cắt bánh sinh nhật là cái ác mộng của mình thấy các bạn là cái ác mộng của mình từ trước đến giờ, hiểu không? Mình chưa cắt bánh một cái bánh sinh nhật nào nó tuyệt vời. Oh god, oh god. Có cái máy cắt bánh à? Vãi! Vãi! Cái máy công nghiệp luôn, dùng để cắt từng miếng bánh luôn. Trời ơi, tại sao nhà mình không có một cái này? Mỗi lần đến cái bữa làm bánh sinh nhật mình khiến con ra cái con dao nhựa nó trong hộp bánh mà người ta khuyến mại luôn đấy các bạn. Khiến từng miếng một, và có người thì ít hơn, có người thì nhiều hơn. Nhất là cái đoạn mà có cái nến này, rồi có quả cherry này, xong rồi có cái bông hoa này. Mấy đứa trẻ con nó bị óc thế nào ấy, nó cứ thích ăn bông hoa đấy, là mình cần phải
cắt làm sao cái bông hoa lên, mình nhét cái dao vào dưới bông hoa thì mình nhấc cái bông hoa cho nó. Oh god, ác mộng. Nói chung là sinh nhật của mình cảm giác cái ác mộng nhất không phải là cái việc là mình phải gặp rất nhiều đứa trẻ con ở đấy, mà ác mộng nhất đó là mình phải cất bánh cho bọn ấy. Tại vì là mỗi đứa nó muốn một thứ. Anh ơi, em muốn quả cherry. Anh ơi, em muốn ăn bông hoa. Cái phần ngon nhất là cái phần bánh thì đéo nào muốn ăn. What the fuck? Lại là cái thứ liên quan đến bánh nữa. Nó làm gì đấy? Icing, icing on the cake. Nó làm gì liên quan đến đá hay bánh à? Oh my god. Oh, wait what? Wait. Hả? Là sao? Tức là đầu tiên nó là một lớp chocolate bình thường, nó đặt lên trên này thế thôi. Và sau đó nó lấy một cái thứ gì đó. Cái cốc. Wow! Vãi cả linh hồn. Magic. Đây phải gọi là magic, sao còn một ít thứ này nữa, không cho tao xem một video đi. Thế là đầu giờ nó hoàn hảo, thế đến đúng đoạn này nữa, nó cứ dừng lại. Ôi. Thế cả chocolate này nó trải dài từ đầu đến cuối. Và sau đấy nó lấy một cái tấm gì ấy, nó dàn cái chỗ chocolate này ra, đúng không? Amazing. Amazing. Ok. Kinh khủng ạ. Vãi. Mình hồi trước mình có xem một cái video gì mấy ông Nhật Bản ông ném giấy vệ sinh mấy cuộn băng lên, không phải băng vệ sinh, à nhầm, mấy cái giấy giếc rồi cái thùng giấy lên trên ấy. Để mình tìm lại cái video đấy cho các bạn. Nó cũng chất y như này luôn. Wow. Thứ nhất là ghế này cũng phải là ghế chất lượng cao thì mới có thể rút ra đơn giản như này được. Thứ hai là người phải có kinh nghiệm và có kỹ thuật. Đây mình tìm cho các bạn xem cái video đấy. 2000 years later. Yeah, mình không tìm được cái đấy nữa. God dang it, nó trôi đi quá lâu rồi. Nhưng mà nghĩ là có rất nhiều bạn đã từng xem video ấy rồi. Sorry, ok. Mình không biết làm nào khác. Tại vì là đôi khi nó trôi tuột trong cái não của mình không nhớ nổi đâu cả. Oh, lần đầu tiên mình thấy được cái pizza nó ở trong lò như nào. Nó như vậy à? L. Tức là bình thường là nó to ra và sau khi ấy thì nó thu lại. Mình cảm thấy nhìn nó kinh kinh chứ mình không thấy nó ấn tượng. Mình cảm thấy nó cứ ghê ghê nào ấy. À. Không nhìn có ăn được. Mình không biết các bạn nghĩ là mình thấy kinh vãi. Ồ, lại là quảng cáo máy dọn mặt phẳng. Ồ, đấy. Dọn đâu nó sạch cái đấy. Cái điều duy nhất mình thắc mắc ở mấy quảng cáo đó là đứa nào lại để cái sân bẩn như vậy để rồi dùng cái máy dọn nó có thể thành hai tông màu như vậy. Đành là da người khi đi ngoài nắng nó về là 2-3 tông là chuyện bình thường như da mình ấy. Ê, nhìn phát, nhìn trên camera các bạn có thể thấy là đây màu, đây màu. Nhưng mà đứa nào để cái sàn bẩn như vậy? Nó có thể ngu si như vậy cơ à? Được rồi, thôi được rồi, sao được. Đây cũng là một cách để có thể thể hiện được cái sức mạnh của cái máy này. Cái áp lực của máy này rất là mạnh đấy. Nên là nhớ cái vào chân và tay cũng khá là nguy hiểm, mình nghĩ là như vậy. Đúng không? Chính là nước ấy là một thứ rất nguy hiểm. Có hiểu không? Tức là cái những cái đồ liên quan thủy lực ấy nó rất là dã man. Sức mạnh của nước ấy, đây có cái máy cắt thủy lực ấy. Cho các bạn xem cái máy cắt thủy lực. Có thấy không? Đây là cái máy cắt thủy lực, có thấy không? Đấy, thấy chưa? Nó dùng nước để nó cắt cả thép, sắt kia các kiểu. Các bạn hiểu nó mạnh đến mức như nào? Cái sức mạnh của nước nó mạnh đến nỗi mà nếu mà biết tận dụng nó ấy, ở một số nước người ta còn dùng cái vòi rồng để người ta dẹp loạn cơ mà. Thế các bạn hiểu nó mạnh như thế nào? Oh god. Nên là nước nhìn như vậy thôi nhưng rất là nguy hiểm. Nó làm như kiểu keo dẻo kéo ấy. Nice. Sao càng ngày càng to ra vậy? Từng thanh bé tí thì nó càng ngày càng to ra vãi cả linh hồn thật. Tức là chúng ta bị lừa bao lâu nay. Tức là những thứ gì chúng ta ăn vào mồm mình chỉ có bé tí thôi, mấy kẹo kéo này. Mình chỉ có bé tí thôi. Nhưng sau khi nó kéo nó to vãi cả linh hồn như vậy. Ta bị lừa. Thật, con người thật là ngu ngốc. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc cái loạt video khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn suốt cả ngày dài. Mong là sau khi xem video này các bạn có thể ăn cơm ngon. Đi nuột. Và nếu mà các bạn cảm thấy thích thì đừng quên để lại một like, subscribe cho mình cũng như một nút chuông để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là Dương Cờ.